Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này thì xin giới thiệu hai cây sứ ánh dương nguyên thủy đen hoa. Ánh dương bên con là hoa màu đỏ đậm giống như hoa thần tài vậy đó. Đây, bông rất là đẹp nha. Hai cây này thì con thanh lý giá là bao nhiêu giờ? Để rẻ cho cô chú anh chị mình mua. Rồi hai cây này giá là 190.000 phí ship bên người mua trả nha. Cây này cũng quái luôn. Ánh dương bây giờ rất khó tìm nha cô chú anh chị mình ha. Con còn 1-2 cặp thôi. Ai muốn mua thì inbox thêm con quay chụp riêng cho mình nha. Đó. Cây này cũng khá to nhưng mà cái củ thì nó hơi nhỏ, mà cái này không biết nhỏ hay không, nó âm củ dưới nha, con chưa nhổ lên. Nhưng mà cái cốt của nó nè, cốt của nó to, hai cốt đều nhau. Đó, đi lên rất là rẻ luôn. 190.000 phí ship bên người mua trả nha. Ai thích thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Con xin chào và hẹn gặp lại ạ.